Nhà thờ dòng họ Ngô ở thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ cách mạng tại huyện Yên Mỹ. Tại đây, chi bộ đảng đầu tiên của huyện được thành lập, mở đầu cho chặng đường gần 80 năm xây dựng và phát triển. Cuối năm 1941, đồng chí Bình Phương, tỉnh ủy viên lâm thời, về xã Trung Hòa hoạt động cách mạng, vừa tránh sự truy lùng của địch, vừa tìm cách liên lạc với xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 3 năm 1942, đồng chí Bình Phương tổ chức kết nạp đảng cho ba đồng chí Ngô Văn Cương, Ngô Văn Đĩnh, Ngô Văn Thính tại nhà thờ họ Ngô, thôn Trung Hòa. Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Yên Mỹ được thành lập do đồng chí Ngô Văn Cương làm bí thư. Ngày ấy, ông Vũ Văn Nha mới 13-14 tuổi được giao nhiệm vụ liên lạc bảo vệ vòng ngoài của buổi lễ. Gần 80 năm trôi qua, nhưng những ký ức về ngày thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Yên Mỹ vẫn in đậm trong tâm trí ông. Đồng chí Bình Phương đưa đồng chí Hoàng Quốc Việt đến nhà thờ họ Ngô, tổ chức chi bộ đầu tiên tại đó. Nghe đồng chí Hoàng Quốc Việt phát biểu, tuyên bố là cái chi bộ này chi bộ đầu tiên của huyện Yên Mỹ. Để nhân đến các nơi, cảm xúc nó phấn khởi trong vấn đề là có thể là quê hương được giải phóng và đẩy mạnh trong vấn đề cái chế độ phong kiến áp bức bóc lột để phát triển lên một cái xã hội mới. Sau thời gian ngắn được thành lập, chi bộ Trung Hòa đã tuyên truyền vận động và phát triển được các đoàn thanh niên phản đế ra toàn xã, toàn huyện, hoạt động dưới vỏ bọc hội tập võ, hội hiếu hỉ, hội hát chống quân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân không chỉ hưởng ứng cuộc cách mạng tháng 8 giành lại chính quyền mà còn đóng góp sức người sức của trong công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc về sau. Rất nhiều cán bộ của trung ương và địa phương về đây nằm ở đây thì dưới bến đò Cầu Hầu một bốt, dưới Tam Trạch một bốt và Bùi Xá một bốt, nhưng đây vẫn an toàn, không có hề một cán bộ cách mạng nào bị bắt hoặc bị lộ. Trải qua gần 80 năm xây dựng trưởng thành, từ chi bộ đảng gồm 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Yên Mỹ có hơn 6.000 đảng viên. Bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo nhân dân, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Yên Mỹ không chỉ được công nhận là huyện nông thôn mới mà còn phấn đấu trở thành đô thị tương lai. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ 15-20 thì tốc độ phát triển kinh tế bình quân là 14%, thu nhập bình quân trên 10 hecta canh tác là trên 195 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người là trên 82 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì với cái sự chỉ đạo toàn diện của huyện ủy và sự điều hành của ủy ban thì chúng tôi tin rằng là cái sự phát triển của Yên Mỹ trong những năm tới còn đạt được nhiều cái kết quả to lớn hơn nữa. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Mỹ luôn nỗ lực đoàn kết, vượt mọi khó khăn, đã và đang xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển.